Rồi, thì nó vô rồi đó. Thì chúng ta chỉ việc kéo cái này ra, chúng ta bỏ qua đây. Rồi, chúng ta gác lên cái phần nhông xanh đĩa này thôi. Đây là để cho mấy bạn nhìn thấy là cái độ ngầu khi mà chúng ta đi sên vàng đen thì nó sẽ như thế nào. Hello, chào mọi người. Hôm nay Kỹ Sư Hẻm sẽ chỉ cho các bạn cách thay nhông sên đĩa của những cái dòng xe phổ thông như là Exciter 150 hay là Winner 150, và cụ thể là con Exciter 150 mình sẽ thay cho nó một bộ nhông sên đĩa có xuất xứ từ Việt Nam, đó là nhãn hiệu Probike. Rồi, đây là một cái mẫu sản phẩm mới nhất, giá cực kỳ rẻ luôn, sên vàng và cả nhông đĩa này mà chỉ có với giá là 350k. Còn với những bạn nào mà thích cái mẫu mà sên vàng đen luôn á, giống như kiểu của EK3D đó, thì nó chỉ mắc hơn có 20.000 thôi là đã có ngay mẫu vàng đen. Đây, đây là mẫu vàng đen ha. Mình sẽ khui luôn cho mọi người xem. Đây, đây là mẫu vàng đen. Đó, mẫu vàng đen nè. Đi với lại sên đĩa đen là rất là sạch. Thì với cái đĩa này nó đã được sơn tĩnh điện. Và màu đen rất là sạch sẽ. Đĩa này là đĩa thép nha. Nguyên một bộ nhông sên đĩa mà sên vàng luôn mà chỉ có 350 thôi, đĩa thép. Là giá quá tuyệt vời. Rồi, xuất xứ từ Việt Nam luôn, thương hiệu là thương hiệu AK. Nhông với lại đĩa là của AK. Còn sên là sên của Probike nha. Sên Probike, đây mình sẽ khui thêm một cái mẫu màu vàng để cho mấy bạn nào mà thích mẫu mà không có màu đen thì mình sẽ chơi màu vàng hẳn nguyên con. Đó, hoàn hẳn nguyên con thì như vậy. Nó giống như là một sợi dây chuyền vậy đó. Đó, một sợi dây chuyền. Đó. Đó. Thì đây, đó, nếu mà mình đi mình thích mà nó có cái gì đó nổi bật thì mình có thể là chơi nguyên bộ nhông sên đĩa vàng đen. Đó, hoặc là mình chơi. Đó, đây là vàng nè, còn hai là chơi vàng đen. Thì nếu mà theo như mình thấy á, thì nếu mà bạn chơi theo kiểu nguyên sợi màu vàng này thì cái sợi sơ sẽ nổi bật. Còn mà theo kiểu mà muốn ít nổi bật một tí xíu mình hãy chơi vàng đen, thế này nó sẽ điểm xuyến lên, dành cho những ai không thích nó quá màu mè, vừa một cái sự nhẹ nhàng mà tinh tế. Thì hai cái bộ này nó chỉ trên nhau có 20.000 thôi, 350 hoặc là 370. Rồi bây giờ mình không liên thuy nữa, mình vô luôn, mình mở ra nha, mình thay ha. Thì đầu tiên á, cái chuyện đầu tiên là với những con Exciter này á, thì mình khuyến cáo các bạn là khi mà các bạn thay nguyên bộ nhông sên đĩa này thì các bạn sẵn thay nhông sên đĩa thì các bạn nên vệ sinh cả cái phần hốc sên ở đây. Thì thường xưa đến giờ mình xài sên nó hay dăng dơ trong đây lắm, nên mình sẽ, nếu mà theo quy trình đúng á, là mình sẽ tháo cái hốc sên trước. Rồi, nhớ nha, quy trình đầu tiên là nếu mình đã thay nguyên một bộ luôn thì mình sẽ tháo cái hốc che sên che nhông này trước ra. Rồi, thì sau khi mở được cái hộc nhông này thì mình sẽ tiếp đến á, là mình sẽ mở sẵn cái hai con ốc chặn cái phe ra trước luôn đi cho nó khỏe. Thì một hồi nữa mình sẽ rất là dễ dàng, chứ khi mà mình lỡ mình tháo sên ra trước hay gì đó. Đó, thì bây giờ mình cài số. Rồi, con này nó cũng nhẹ lắm, không có gì. Rồi, tháo một con nè, tháo hẳn ra luôn, tháo hai con. Rồi, sau khi tháo hai ốc đó rồi, cái phe này bạn chỉ việc xoay nhẹ tí là nó sẽ vô cái khớp. Đó, khi mà nó vô cái khớp rồi bạn rút cái phe ra là xong. Rồi, sau cái đó là xong. Thì với một số dòng sên zin á, sên zin mà theo xe xưa giờ thì nó sẽ không có cái mắt mở ra. Thì nếu mà mình muốn tháo nó một cách đơn giản nhất á, thì mình sẽ tháo là mình cho nguyên sợi sên nó đi ra ngoài luôn. Thì đây là mình cách mình tháo ha, mình sẽ tháo cái cặt tê che sên. Thì nhiều bạn sẽ hỏi là ủa sao con xe này cái mâm nó nhìn kỳ vậy? Ô, các bạn đã phát hiện đúng rồi đó. Con xe này đã được mình cho lên hành mâm Winner và lắp như zin nha. Đó, và gấp của nó vẫn là gấp của em 150 mà mình chỉ là lên thay mâm thôi. Và mình sẽ tháo cái phần cặt tê che sên này ra. Để làm chi? Để làm hồi nữa sau khi mình xong mình sẵn mình có thể vệ sinh luôn cái bộ cặt tê che sên này, mình vệ sinh luôn hốc máy trong đây luôn. Đó. Rồi, sau khi tháo luôn từ đằng đó tới cái này mình sẽ bắt đầu tháo tới cái phần cái cốt bánh. Thì cốt bánh thì các bạn phải cần là hai cây. Một cây là một cây 14 để giữ bên đây. Đó, còn một cây là 19, bạn sẽ mở con ốc bên đây. Cái phần mà mở ra nó rất là đơn giản, cái phần ráp lại nó sẽ khó một tí xíu ở cái phần là heo gắn vào đĩa. Cho dù là zin hay như thế nào nó cũng sẽ bị khó khăn một tí, cho nên các bạn nó sẽ không có quen á. Đó, thì bây giờ mình sẽ tháo. Thì đây là cái mâm Winner, mâm Winner này mâm 4 lỗ. Thì một hồi nữa mình sẽ lấy luôn cả mâm ẹt để mình ướm cái đĩa vô cho các bạn xem cái kiểu của nó có đẹp hay không. Thì mâm ẹt hay mâm Winner thì gắn vô thì chỉ khác nhau cái kiểu dáng thôi chứ chẳng có gì cả.
Rồi, rút được cái cốt ra rồi. Rồi, nó có khâu cành bánh. Khâu bên trái, khâu bên phải. Thì khi mà các bạn rút ra, cái khâu bên nằm bên nào rút ra thì bạn để yên cho nó vị trí bên đó, để cho khỏi lộn nha. Và cái quan trọng nhất là trước khi mà mình tháo ra đó, thì mình phải nhớ kỹ cục canh nào nằm bên đâu và mình để riêng bên đó. Và khi bây giờ mình muốn cho nó ra dây sơn á, thì khi bạn tháo ra bạn đẩy cái bánh về phía trước, cái sơn sẽ trùng ra. Lúc đó bạn sẽ cầm, bạn để lên đây. Đầu tiên là bạn gác lên trên cái gấp này luôn đi, đó cho khỏe. Đó, mình gấp lên trên đây. Sau đó mình mới đưa cái bánh xe ra. Thì bánh xe ra nó hay dướng dè, mình để xéo xéo xuống là được. Rồi, một cái nữa là khi bạn để xuống dưới đất á, các bạn nên kiếm cái gì đó lót ở dưới. Tại vì ở dưới là nó là cái đĩa thắng, bạn không lót á, nó sẽ rất là dễ bị đập cái đĩa thắng xuống dưới đất và nó méo các thứ là không có tốt nha. Rồi, kế tiếp là bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình tháo cái đĩa răng này ra để mình gắn lên. Thì mình có thể sử dụng khóa hoặc là mình sẽ xài đầu bắn cho lẹ, riêng mình sẽ xài đầu bắn. Rồi, một cái, hai cái. Rồi, cái này súng pin rất là mạnh, chỉ việc tháo ra. Rồi đó, thì cái bộ này do xe của thằng lính mình nó đã vệ sinh trước đó rồi, nên cái chuyện là bây giờ chỉ có việc là lắp ráp vào thôi, chứ không cần phải đi vệ sinh nữa. Mình vệ sinh nó bằng dầu hôi ha, đó, rửa bằng dầu hôi hoặc là dầu DO đều được. Rồi, sau khi mình bắt vào thì mình cứ để tán vào và mình bắn vào thôi. Đó, rồi bắt đầu mình bắn ra, bắn vô cho. Đó, bắn nhẹ. Đầu tiên là lúc nào cũng vậy, mình sẽ vừa dặn nhẹ vô cho nó vô sát hết, rồi xong bắt đầu mình mới bắn vào cho nó chắc. Đó, chứ mình không bắn chắc ngay từng con ha, có nghĩa là nguyên tắc là dặn nhẹ nhàng cho nó vô sát hết, rồi xong bắt đầu mới siết cứng từng con theo vị trí, là cứ đối xứng qua lại là xong. Này có bốn lỗ thì dễ. Rồi, sau khi xong cái mâm thì chúng ta có thể để nó dựng vào một bên. Mình sẽ bắt đầu xử lý tới phần sơn này. Thì sơn này cách lấy ra tốt nhất là chúng ta khỏi cần cạo gì cả, chúng ta chỉ việc đưa rút lên, đưa ngang qua đây thôi. Rồi, rồi chúng ta giật cái nhông, chúng ta lấy cái nhông ra từ từ. Đó, là có ra nguyên bộ luôn. Rồi, xong cái nhông. Thì nói chung là ở đây cái video thì mình sẽ không vệ sinh nó nữa. Thì cái khu vực này là lính của mình nó cũng đã gần đây nó cũng có hơi vệ sinh rồi. Thì ai mà muốn vệ sinh á, thì mình sử dụng dầu hôi để mình vệ sinh, mình tẩy hết những cái gì dơ trong đây ra. Rồi, còn cái chuyện này của nó thì một lát nữa nó xử, còn hiện giờ mình sẽ thay giờ cho nó đi. Rồi, giờ lắp cái nhông vào. Đó, nhông mới. Thì việc đầu tiên là cứ lắp cái nhông vào thôi, không vấn đề gì cả. Rồi, bắt đầu mình đưa cái phe vô lại. Đó, đó, mình đưa cái phe vô. Khi mà cái xe vừa vô á, thì mình bắt đầu mình xoay qua cho nó đúng cái chỗ vị trí của mắt của mình thôi là được. Xong bắt đầu mình bắt vô lại. Mình gá vô. Gá thôi, chưa siết cũng không sao. Lát nữa sau khi mà mình bắt cái sợi sơn mình vô, mình bắt đầu sẽ siết. Rồi, sau khi mà mình vô cái đó rồi, bắt đầu mình sẽ đưa cái phần mâm này trở lại như cũ. Rồi, thì khi đưa vào thì nó cũng như vậy, mình sẽ đưa xéo nó vào. Rồi, đây ngược chiều. Rồi, đưa xéo vào. Rồi, tại vì cái cốt bánh nó chọc từ bên phải nên mình sẽ bắt đầu vô lại cũng y như từ bên phải luôn. Thì khi mà nó vô thế nào mình sẽ vô thế đó. Thì đầu tiên là mình sẽ ráp con heo vô trước trên cái mâm. Đó, sau khi ráp con heo vô cái mâm này rồi thì một lát nữa sẽ tới cái phần ở đây, thì mình sẽ đưa lên, mình nhét nó vào cái cửa. Rồi, mình sử dụng một cái chân của mình ha, mình bắt đầu mình hơi nâng nhẹ nó lên và mình bỏ cục canh, nhớ bỏ cục canh bên này vào luôn nha cho nó dính. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái chân của mình để dưới nè. Đó, mình nâng nhẹ nó lên nè. Đó, sau khi nâng nhẹ lên mình mới bắt đầu đút nhẹ cái con ốc này vào. Đó, rồi xong mới bắt đầu mình bỏ cục canh lên. Tại vì cái này nó đã chế rồi nên nó sẽ có theo cái cục canh, chứ còn ví dụ nếu mình đi mâm zin thì nó sẽ có cái chỉ có cái bát heo với lại trên cái bánh mà thôi.
Rồi. Rồi sau đó thì mình ráp lại vào như cũ. Khi mình đút vào thì mình chỉ việc nhẹ 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 nó xoay xoay coi khi nào nó tới đúng chỗ. Rồi thì nó vô. Rồi, rất là đơn giản. Rồi, sau khi mà nó vô rồi á thì việc đầu tiên của bạn là các bạn sẽ xả cái tăng sên này ra hai bên luôn. Để làm chi? Để cho cái cốt bánh này nó chui vô trong sâu nhất. Đó, các bạn đẩy vô. Đó, để đẩy thêm vô nữa nè. Đó. Đó, đẩy vô sâu nhất để hồi mình đưa sên lên mình cắt. Mình trước khi mà mình vô cái sợi sên á thì cái tay của mình nó dơ á thì là mình sẽ có cái khăn để chùi cho cái khăn đó nè, ở đây. Đó, có cái khăn mình chùi tay cho nó sạch sẽ cái. Rồi mình sẽ quyết định là mình sẽ cho nó đi sợi màu vàng để cho nó nổi bật lên cái sự vàng chóe của nó. Rồi. Rồi sên này là sên nguyên một sợi luôn. Và nó không có nói mắt nên mình sẽ thay theo cách truyền thống như hồi nãy. Rồi, vậy là mình sẽ gỡ lại cái nhông này ra. Mình chỉ việc dở cái chụp này thôi, quên ha. Sên này là sên không có mắt nói, là nó bấm chết luôn vị trí rồi. Rồi, mình sẽ đưa sợi sên này vào cái nhông này. Rồi, mình sẽ cầm như thế nào mà mình đưa vào. Rồi, khi nó vô rồi đó thì chúng ta chỉ việc kéo cái này ra, chúng ta bỏ qua đây. Rồi, chúng ta gác lên cái phần nhông xanh đĩa này thôi. Đó. Đợi tí xíu, mình sẽ phải xả cái tăng sên ra tí xíu nữa. Rồi, để cho nó chui sát vô hết là mình sẽ bỏ nó vô dễ dàng. Thậm chí các bạn bỏ cái này ra luôn cũng không sao. Đó. Đó, cho nó vô hết. Rồi, bỏ sên một cách nhẹ nhàng vô. Đó. Sau khi mà bỏ sên cách nhẹ nhàng vô đó, bạn chỉ việc kéo nhẹ cái bánh nó ra. Đó. Rồi. Gắn lại cái bộ tăng sên vô. Thì nhiều bạn sẽ hỏi cái xe mà sên mà nó không có cái đồ mà cạo mắt nói thì mình sẽ gắn làm sao, thì mình sẽ gắn như thế này ha. Với những dòng như Exeter, Winner thì mình sẽ gắn như thế này sẽ là tiện lợi nhất. Đó, rất là đơn giản luôn. Rồi, nguyên một bộ là chiếc việc về là bạn có thể tự lắp, chứ không phải là như mấy cái dòng khác thì nó phải có cái mắt nói rồi bạn phải tự biết cắt sên, nói ngắn nói dài hay gì hết. Thì cái vòng này là chỉ plug and play. Đó, đưa vô là chơi. Sau đó là mình sẽ bắt lại cái phe trước. Rồi mình cài lại cái phe trước nè. Đó, cái phe trước là sau khi mình nhét nó vô mình xử lý cài cái phe vô. Rồi. Con ốc lóc nhông thường nó là T8 hay T10 gì đó. Đó, mình siết. Vừa vô cho nó vô nhẹ rồi bắt đầu mới siết lại. Đó, siết cứng. Rồi, cứng. Cứng rồi. Cứng rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình canh tăng sên ha. Mình sẽ bắt đầu tăng sên. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bắt lại vào. Vậy là thế là xong. Gần như là hoàn chỉnh rồi đó. Thì khi mà bắt vô mình vẫn là cây 19, 14 giữ thôi. Đó, mướt. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thay thử cái mẫu đĩa 6 lỗ đúng như cái mẫu của mâm con Exeter 150 vào để cho các bạn xem cái hiệu quả nó sẽ như thế nào ha. Nếu mà các bạn muốn ngon bổ rẻ thì chúng ta cứ đi đĩa thép thôi. Nó nặng hơn tí xíu nhưng mà được cái là rẻ tiền. Đây là mâm ẹt 6 lỗ nè. Thì mình chỉ việc lấy bộ đĩa của mâm ẹt 6 lỗ đó. Rồi, mình sẽ việc để lên. Đấy, để lên ướm lên cho các bạn xem thôi ha. Đó, mẫu 6 lỗ thì nó như thế. Rồi, đó, cái này là đi sên vàng đen nè. Đó. Này là để cho mấy bạn nhìn thấy là cái độ ngầu khi mà chúng ta đi sên vàng đen thì nó sẽ như thế nào. Rồi, một bộ là các bạn chỉ việc về bắt vào Exeter hay Winner ha, thông số zin. Đĩa thép. Rồi, thế là coi như là xong. Đó, mình đã xong rất là nhanh. Và bây giờ mình chỉ cần việc là mình có thể ráp cạc teo vào.
nữa là ok. Thì bạn nào ở nhà rảnh thì cứ hãy vệ sinh thời gian nhiều ha. Còn các bạn xem video clip thì mình phải rút ngắn nó lại tí xíu để cho các bạn xem cho nó lẹ. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Và bạn nào mà muốn mua thì có thể là order ngay với mình, hoặc là có thể lên trên Shopee cũng có thể tìm được ngay cái bộ này. Đó, nguyên cái bộ nhôm sinh đĩa chỉ với giá 350.000 cho sợi sinh vàng, và thêm 20.000, 370.000 cho sợi sinh vàng đen, chỉ dành cho hai dòng xe, đó chính là Winner và Exciter 150. Mua về plug and play, không phải cắt chế gì cả, tháo rất là nhanh gọn. Nếu mà mình làm nhanh gọn luôn chỉ có khoảng 5 phút, nhưng nếu mà vệ sinh các kiểu ABCD có phải nửa tiếng, một tiếng là bình thường. Hẹn mọi người video sau.